Chào mừng đồng bào đến với chương trình Biết Gì Nói Nấy. Cái phần trước mình đã chia sẻ về một vài thứ rồi, không nhớ là mình đã nói cái gì, đôi khi làm xong cũng không nhớ mình đã làm cái gì đâu. Và mình sẽ đính ở trên góc chữ Y, nếu anh em nào chưa coi thì nhớ vào coi lại. Rồi để bắt đầu, khi mà mở cái phần mềm Premiere lên, nó sẽ có cái file qua mình dựng ở đây. Mình sẽ chỉ bật nó lên thôi, lỗi phải gì kệ bà nó đi. Đây là cái ô project các bạn đã import file vào, các bạn chọn cái file tốt nhất thôi. Ví dụ như mình thường thường mình quay thì mình sẽ chọn cái cuối cùng, quay khi nào được thôi. Và ít khi quay backup lắm, những cái job nhỏ nhỏ về backup làm cái gì. Ok, và cái đây là cái khung, cái tab sụt. Thì ở trong cái tab này nó có nhiều thứ cũng khá là hay ho. Zoom nè, zoom của cái khung này để mình coi detail coi nó như thế nào nè. Chọn fish để nó trở về cái tỷ lệ ban đầu. Rồi, cái đầu tiên là cái mask. Add mask là cái M, các bạn có thể đánh dấu để khi mà thêm title hay là thêm chữ, thêm cái gì đó ngay khúc nào đó ở trong clip thì các bạn có thể đánh dấu M cho đỡ quên. Và phím tắt tiếp theo là phím tắt Y, mark in. Mark in là mình sẽ chọn điểm đầu cho nó, điểm đầu và điểm cuối cho cái clip là mark out. Phím tắt là O, go to in, go to out gì đó thì mình cũng ít khi xài lắm. Rồi cái này là đi từng frame thì qua phải qua trái thôi, nó sẽ đi từng frame vì cơ bản nó là hình mà đó, nó sẽ đi từng frame cho mình. Ở giữa là nút play, thì thay vì anh em cứ bấm vào đây rồi bấm vào đây để cho nó play, thì thay vì như vậy anh em cứ nhấn space đó. Thì ở trong cái giao diện làm việc của Premiere thì anh em chọn cái khu cái tab nào thì anh em chỉ thao tác phím tắt ở trong tab đó được thôi, chứ không có nhảy qua tab khác đâu, đừng có lo. Và hạn chế dùng chuột nha. Và đây là Dark Video Only và Dark Audio Only. Rồi sau đây là chúng ta sẽ tạo một cái screen. Thì như cái trước mình đã nói là project là một cái hộp bự và screen là cái hộp nhỏ, thì cũng có nhiều cách giống như import file thôi. Mình sẽ chọn vào file và chọn new và chọn screen, là phím tắt là Ctrl N, hoặc là mình có thể cầm luôn cái sụt này mình đát vô đây, hoặc là cầm luôn cái sụt này mình đát vô đây, thì nó cũng ra cho mình một cái timeline. Và mình sẽ làm cái cách là Ctrl N nha. Và đây là mình sẽ đặt tên cho nó rồi. Và đây nó có rất nhiều thông số tùy chọn nữa, các bạn quay bằng máy gì như thế nào đó thì các bạn có thể chọn vào đây DSLR. Thường thường nếu mấy Canon thì nó sẽ DSLR, còn set frame rate thì anh em chịu khó coi những cái kênh khác, nó sẽ hướng dẫn kỹ càng hơn và chuyên sâu hơn về cái frame rate. Mình chỉ hướng dẫn cho anh em mới bắt đầu thôi, thì cũng không quan tâm lắm về mấy cái thứ này đâu. Và đây là phần setting, nó cũng có rất là nhiều thứ hay ho. Đây là cái frame size của cái khung cái video của mình là 192x1080, là cái tỷ lệ của nó là 16:9. Và khi mà anh em muốn làm cái hình vuông thì cũng được thôi, chọn trả nó về custom thì nó sẽ tự động mở khóa ra cho mình, và mình chọn đây là 1080 thì nó sẽ ra hình vuông cho mình. Và ở dưới này á cũng không có gì để quan tâm đâu, không có gì ảnh hưởng nhiều đâu, còn chắc cũng vậy rồi. Cái này cũng thế, nó không có gì ảnh hưởng nhiều đâu. Và sau khi mình chọn xong thì nó ok ở trong cái timeline này. Và khi mà nó ra được một cái như thế này thì mình gọi đây là một cái timeline. Ở trong cái timeline này nó có nhiều thứ, nó sẽ cho mình mặc định ba cái live video và mấy cái live audio, đây 5-6 cái gì đó. Đó nó cho mình mặc định nhiều đó. Và có thể anh em sẽ thắc mắc là tôi muốn dựng nhiều live video hơn ba cái thì sao, thì cứ việc thảy vô thôi, thì nó sẽ tự động nó nhận thêm một live n live. Mà đây là cái công cụ snap làm gì để tí nữa rồi sẽ biết rồi. Và đây là mask, mask này nó cũng giống như mask này thôi, thay vì này mask trong sụt thì này mask trên timeline. Và đây bên này là một hàng tool để anh em có thể chọn chữ T để viết trực tiếp lên màn hình. Đây ripple edit tool, rồi thì kéo qua kéo lại nó tự ripple á. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào cái phần cái ô sụt này nha. Ok, để sau khi đã chọn được điểm đầu điểm cuối rồi, mình sẽ chọn điểm đầu lại ở đây. Sau khi Y, chọn phím Y và O, mark in mark out, anh em chịu khó sử dụng phím tắt đi cho nó quen.
Đấy, tối nay uống bia ở đâu? Con nhỏ vừa bước vô. Để chọn ở đây sớm hơn xíu. Ok, và anh em có thể đáp video thôi, thì nó chỉ nhận mỗi video. Anh em có thể đáp audio, nó chỉ nhận mỗi audio. Rồi anh em có thể đưa con chuột vào trong cái màn hình và chuột trái của nó cầm xuống cái thì nó sẽ đáp hết xuống. Ở đây nó sẽ hỏi mình là có thay đổi thông số của cái screen theo cái video hay không, thì mình chọn là có để cho nó khỏi xảy ra sự cố trễ hình, trễ tiếng, trễ nải này kia. Và nó đúng cái khung luôn. Đấy, và cái viết tắt tiếp theo là viết tắt cộng trừ để zoom in zoom out. Đây, in out đối với anh em thuận tay phải á thì nên để set cái cộng trừ này qua 1 2, thì để set được cộng trừ qua 1 2 thì anh em nhấn Ctrl Alt K và nhấn vào số 1 rồi delete nó đi. Đấy, và qua cái khung search này, search chữ dom, ok, nó sẽ có dom in dom out ở đây, thì anh em chỉ cần nhấn vô dom in nè và chọn vào phía sau của cái phím tắt mặc định có sẵn của nó rồi, thì anh em chỉ cần nhấn số 1 thì nó sẽ hiểu là đây là zoom in, và số 2 y chang. Rồi sau khi set xong anh em nhấn nhớ ok cái ha, chứ còn mình thì cancel thôi. Và đây là phần dành cho những cái máy nó hơi bị yếu, nó không được mạnh nhưng mà hơi bị yếu, yếu không xài được này đâu. Và mình, khi mà play nó bị cái giật dài nè, thì anh em chọn vào cái khung này, cái khung mình chọn cái playback resolution và mình sẽ chọn cái trên cái hiển thị thấp nhất thì nó sẽ mượt mà hơn nhưng mà nó sẽ không được nét. Rồi cái phím tắt tiếp theo là cái phím mà dấu huyền dấu ngã dưới cái phím escape á, bung bự nó ra làm cho dễ đối với anh em có 2 màn hình hoặc là màn hình bự hoặc là anh em cần xem cái gì đó, ví dụ như thế này mình chọn vào khung nào thì mình nhấn khung đó cái nút dấu huyền dấu ngã ở dưới escape á. Thì khi mà anh em chọn cái chế độ thấp á thì nó sẽ bị răng cưa, nó sẽ bị nhè này kia đó, đại loại là như thế. Và khi anh em muốn thoát hình này thì nhấn lại cái phím nó 1 lần nữa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thả thêm một cái sụt nữa cho anh em dễ hình dung ha, nó cũng khá là đơn giản. À đây là cái công cụ snap nè, mình tắt snap đi, mình đưa nó đến đâu, mình đưa nó đến đâu thì nó dừng ở đó. Đó. Nhưng mà mình bật snap lên thì nó sẽ hít vào, mình đưa đến đây thì đưa đến gần cái sụt phía bên trái thì nó sẽ tự động nó hít vô nè, chứ mình không có nhích nha. Đó, nó tự động nó hít vô, còn khúc đó, nó vẫn hít vô. Đó, tắt snap đi á, còn khúc đó thì mình vẫn nhích được không? Đó. Đó. Thì khi dựng anh em nên bật cái snap lên để tránh cái việc mà mất frame, mất hình, mất tiếng. Rồi, thêm một sụt nữa, con nhỏ này bước vô. Đó, thì mình sẽ chọn từ cái lúc con nhỏ này nó quay qua, tại vì khi mà con này nó hỏi ta muốn uống ở đâu có Sài Gòn Roll, Ahu Garden, Sài Gòn Roll, hoặc đá mắt qua bên này, nó dùng đá mắt qua bên này, hay tôi muốn đi ở đâu, dứt câu chuẩn bị đá mắt qua bên kia thì mình sẽ tiếp theo là mình sẽ lấy cái này, con này nó đá mắt qua, đấy. Rồi và anh em muốn trở về đầu của cái timeline này sau khi đã khá nhiều cái sụt á, anh em muốn trở về đầu thì nhấn phím home thôi, phím home trở về đầu, em là trở về cuối thôi đấy. Và trong khi làm việc thì cũng khuyên anh em là nên nhấn save nó thường xuyên để khi mà việc mà máy gặp sự cố hay khi mà anh em chịu khó save thường xuyên, lưu nó thường xuyên á, thì nó sẽ nằm trong này. Còn nếu như mà quên lưu mà nó tắt đột ngột ấy, thì nó sẽ nằm ở auto save, thì và mình sẽ chọn cái thời gian gần nhất thôi, ví dụ như bây giờ là 10 giờ 30 thì nó mới auto save 10 giờ 29. Nó nếu mà để anh em cài được cái auto save mà khoảng 5 giây 3 giây gì đó thì anh em nhấn vào file ở đâu, vào edit, vào preferences
Reference, và chọn AutoSave. Và trong này nó sẽ có thời gian cho chúng ta set ở đây. Rồi, muốn set bao nhiêu cũng được hết á, nó sẽ tự động nó save thôi. Hôm nay mình sẽ kết thúc clip ở đây được rồi. Chủ yếu á, anh em dành thời gian để làm quen với cái phím tắt thôi. Và hôm nay thì mình chỉ có mấy phím tắt đơn giản là Space M rồi V rồi cái gì nữa ta, quên mất tiêu rồi. IO cộng trừ Home End đó, và Ctrl S, Ctrl N thế thôi. Chúc anh em làm quen với phần mềm Premiere một cách nhanh nhất có thể và dựng ra những cái clip hay nhất của anh em. Ok, bye bye và hẹn gặp lại ở các clip sau.